Trấn thủ Nghệ An, ngoài người trấn thủ trong đền Nghệ An, về huyện Thiên Bản làm quan phủ dày. Người trần duyên chưa chút được lòng đường mây, sớm chờ kia đường quay, sớm chờ xe rồng thường thiên khúc nghe thường. Nghe thường hội nghị quân tiên hề. Sớm ngày nhang khói đang nhang phục ở trong kinh có chữ Nam Mô. Có chữ Nam Mô trong kinh có chữ Nam Mô. A Di Đà Phật, hoàng đi chấm đồng hoàng mười lục chi thần thông. Trăm bông hoa giao kết mừng ngày, mừng ngày tiệc vui hội quân tiên chuốc chén rượu đào. Dâng nhất tuần sơ dâng nên nê bì ngọc kỳ các cụ dâng vào là mời dứt quan hòa cười xưa. Xén rượu đào nhị tuần hạ nâng lên đền ngọc càng có nâng mười làm mời rước ông hoàng mười xưa. Tề tay tiên chuốc chén rượu đào dâng tam tuần chung dâng nên ngọc để các cô dâng vào là người dứt quan hòa cười sơn tiệc
kiều thịnh mộng hoàng mười. Kiều thịnh mộng hoàng mười về hoàng giảng đêm hoàng giảng phủ. Ông hoàng mười chứng tâm cho gia chúng họ lầm hôm nay lòng thành. Chứng tâm tiếp lộc ông bán tài cho họ lập ghế ông cầu lên cùng được được trong gia chúng nghe, nghe dưới trên thì được thuận hòa. Chưa đọc thiên bàn còn nhớ người trần thủ cửa mẫu phủ dây còn lưu giữ công danh. Ông hoàng mười người trần thủ trong thành mười ba năm nổi danh tường tài. Trầm hương mơ màng khói bay xa lòng con ngương vòng đêm bày kinh thiên bộ trở bởi chúc nghịch người còn sinh trên dương thế mà số hệ tiền cung sam ngôn quan âm người đồng vân gia phụ thần thông giáng lâm cùng hòa cho đồng càng thêm linh thông trường xe quốc phủ cho ghế hoa tháng ngày bình an. Dù chân gian không còn vẫn vương mơ vì là thương ghế hoàng nên quan hoàng giáng lâm đàn tràng. Đàn tràng hôm nay đèn hoa kết lên đón hoàng giáng lâm rêu đồng bạc ngất ngây trong men say với lá sầu bay khói nhang sông trường cũng đã hòa theo câu hát trong tay ma nguyện cầu chúc ghế hoa người bóng đẹp đồng xa. Về Nghệ An trong
xuân tươi hồng, tựa như cánh hạc đưa quan hoàng xuống qua phàm trần. Hội lòng vân nên hoàng nay vầng chiều mà sáng về thế gian, mang phép tiếng ra độ nhân cứu thế lầm than. Hoàng sáng tiên phàm cho đầu mình tâm yên tĩnh, sợ sẽ quốc phủ cho ghế hạ suốt bày bình an. Đường về Nghệ An ngàn bể xanh thắm, nắng nghĩ sớm lòng lành đôi hồng soi bóng sông La, tìm chim ca hoài sóng gió gió câu rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng sột sang, nghe danh thương quan hoàng lừng vang, xin cúi đầu thắp một tuần mây vàng ở trên tượng thiên thánh á, thiên thai là cảnh công lai, quân tấu của đôi thương ma đại tài dâng màu của hầu vua hầu mẫu ấp bơ to, tiếng tăng đừng lấy đức vua bà yêu thương vừa về đồng đánh phần soi gương ý nghĩa. Trái chút khăn vành nhà dây vẫn đồng, cô đôi dòng chơi quán sở cần lầu, xe ra lên trầu thượng đế đức vua cha đệ tử cô vô số kia. Xa cho đông mi đường trên ngăn mà xanh mi ngăn ngắt, thấy cô mi đôi về con ngơ là phần để quan ông tay cô đôi đàn miệng hát ca ngâm ý. Chim thì véo vọt, cô đôi vui vì
phố cảnh lâm sơn. Càng ngự càng vui của ngự ba gian đến mắt anh nhờ tôi. Sâu xa đời đời đem xót xa họ đời đời sâu xa. Lúc tại cô mới ban là một hướng hồi họp thì đã thật thầy ban cho tốt lụa dày phong lộc cho lắm về đây càng nhiều. Cô bạn cho dài nhật sang yêu bộc lộc cho nhiều hơn năm ngoái năm xưa. Họ lâm con nhạc khói phục thờ 30 mùng 1 ngày 14 hôm rằm 30 mùng 1 hôm rằm 14
Sơn Đông, người Sơn Đông hôm nay ra mừng, giang yêu kiều sinh quá là sinh ta, người sinh thành cùng hữu tình, người sinh thành cùng lưu linh hát thương. Sáng sáng người tiền nữ hôm nay đi về vì bạn đến đây. Giang 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 người tiền nữ hôm nay đi về vì bạn đến đâu. Tang tích nghe tình ta lồng trong gương thì có đôi hình xuân đường độ trăng tròn chấm cài lược dắt chít nét ngà thì ba màu vàng vàng
thượng giới. Cố dậy dậy chốn lòng cũng dậy dậy lòng cũng cửa thiên môn bắc ý thung dung cùng vội quyết nề dầu lòng mì thong thả lòng quân tử anh trạch dạ khách văn nhân trạch dạ văn nhân nói là tài cô tài đủ mười phần nói là sắc nghe cô bơ cô mười phần cung cấm quảng hàn hàng nga cung cấm quảng hàn dày con thỉnh xuống nghe dương gian ngự đồng vột xưa ra ngự thủy cung hai huy oán ngọc sầu trọng lâu đài tuổi chừng 18 đôi hà thiên giang thiên ai mà đổ bên ô cố tô ban nửa đêm cô bơ nghe vang vọng tiếng chuông chuông chùa đền hàn sơn chân cô bước xuống thủy khoan số khoan phách nhất cô ba ơi khoan khoan số khoan phách nhịn cô đợi dịp họ khoan số khoan phách ba cô cầm chè khoan số khoan xin cô ở lại ta khoan số khoan trèo từ cô trèo từ khoan số khoan ba bấm cô trèo ra khoan số khoan qua suối cùng khe khoan khoan số khoan bên kia cô thảm chè ngò khoan số khoan nhấp nhô ca bạc khoan khoan số khoan năm ba thiếu nữ bỏ đau rực rỡ ngò khoan số khoan cô bạc áo trắng hoa mặt mái trèo ra khoan số khoan đền dâu quán trang khoan số khoan sửa sang khăn đã khoan số khoan ra tới tỉnh Ninh Bình khoan số khoan vào chùa non nước nghe để phật tụng kinh số khoan thiên giang thủy cô số khoan bắt mãi trèo ra số khoan thủy cây đa bóng khoan số khoan cú trèo cho trọng họ khoan số khoan để đến dây khoan số khoan bài yết phủ vân khoan số khoan người ngược dòng sông nghe số khoan đến mẫu thiên na số khoan về đức vua cha số khoan vua cha đồng bạc khoan số khoan bố sự nhớ ra khoan số khoan rằng ngày hôm nay số khoan kỳ lâm khách kỳ khoan số khoan bắt bãi trèo kỳ khoan số khoan lên đất sơn lâm khoan số khoan về bản đến đây khoan số khoan là đền chúa thèm số khoan đền xin tạch lịch khoan số khoan bốn mùa phong khoan số khoan đến đây là vì khoan số khoan tôi biết cô ơi xin cô ba dừng trèo gác mái trèo bơi cô sắm sửa vàng nhang cô đến bánh nhiệt trên đêm thương ai núi ngọc non ma vàng cô giận ai để
nhớ về nhà để khơi dần ái thơ. Uống nước lá để còm hơi giật ai thời uống nước lá cầm hơi nghe khi mê khi tình đứng vui không ngờ yên bệnh lạc tựa thể giếng ngờ khơi mênh mông lại đang biết trời phương hồi yên đêm nay đến ba bông hồi yên đêm ngày nghe lệnh bấu gọi thành ra hồi cùng đệ tử con xin dâng bài văn tấu con cung thỉnh mời tiên cô sau sơn trang cung linh từ có sắp tầng phong cô cảm thêm nước mà tiếng thơm danh mà ý nghĩa càng thêm nước nga tiếng thơm danh chứ ta chỉ bệnh cô đi cứu sinh nhờ cho đời tiên cô sọ vâng lời mộng thượng hai thuốc tiên đồ lượng nơi nơi hai nốt xanh nhớ đủ đi lên đùi có cuốn cái xà cạp cô đeo chiếc cùi trên vai toàn hương ngắm cổ đeo vòng bạc sẽ được ngôi mượn mượn tóc mây cô sáu xa vẻ ngọc hay hay ý kìa hướng bay quả áo lam ngắn vạt rồng ở tay rộng
lùi bước quan thai lên sáu mẫu thượng sứ của họ lâm của sáu bị dâng lên để tấu tam tòa mẫu nhiều cô sáu nết là mẫu khen cô xinh đẹp nhất tòa nghĩ kìa. Sáu anh đi trên đời có một thói gian tà nhất ni mực không tha cô sáu tự phù liệt chỗ cạnh bà xuân sắc tốt tươi dường ta cô lên ngàn năm quả như hoa đuốc tiên tỏa sáng sáng soi sông bể đẹp nam xa dung linh quỳ lạc đầu non dung linh quỳ lạc đầu non hai hoa
bông hoa hải đường nở trước mùa xuân, trăm quỳ hoa đua nở xa gần. Ê, à. Mẫu yêu có sáu anh.
gần xa an lành. Phù sau anh nhưng trên đời chỉ có một thói gian tà nhất mực không tha. Cô sáu tư phù luyện ở chỗ canh như bà đi. Phù luyện chỗ canh bà canh từ đầu tước vào ra cửa rừng. Đất tiên ngô tú rừng ngay mặt dương mẫu về từ đất trang trầu. Ê à, hình dáng ngồi cùng trong sông và nguyên xưa. Cô chín giá ngự trong ngôi đền sông, quyền trai chín riêng hầu trong ba tòa.
đường. Ai mà không mà biết tình cô khó chịu. Dâng nhang dâng lên ngũ bái mười phương tụ trì dâng nhang biển cần tử vi cung tấn quảng hàn hàng nga cung tấn quảng hàn mẫu xài cô xuống dương đàn cự đồng vốn xưa giá cự sòng sàn hai huế văn ngọc trầu trong lâu đài tuổi chừng 18 tuổi này hình dung ngàn sắc tựa người thật điện tựa nhạc nhạc đại bên nhạc à, 36 nan xương dòng cô quạt tàu về ba sáu nan xương của cổng đến quạt cô chín lại thường cam thành đồng tình 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 ta tình à ta tình tình nhờ ta gió lộng sơn hà tin cô quạt gió gió lộng sơn hà quạt cho nam nữ sẽ ra được bình yên an tình tình ta tình là tình à ta tình tình ta chuyển mấy vần nề đàn cung thương gió chuyển mấy vần nề hổ cầm vọng nguyện hoa xuân mỉm cười sự lòng sự lòng cổ quốc nghe đầy vui yến vũ anh ca mới dập dìu yến vũ anh ca thoát thôi cô lại chờ cô chín về tòa sóng sơn sắp ai hơn so bề tài sắp ai hơn quyền cô cai quản giang san để sống tình tình ta tình à ta tình tình ta theo mẫu về trời tuy rằng cô theo mẫu về trời
anh linh xuất hiện thành ra ngồi cùng thiết lập bảo tòa đền linh quang đây thiết lập bảo tòa đêm bảy khi cô bé hậu quần chúa bà bói thèn nếu hương dâng lòng tin con bái tình nguyện xin cô văn thịnh lấy lông cầu thời sợ nguyện tòng tâm ý nghĩa đình mà đâu hơn linh
quang mà thắng cảnh xuống ba truyền thánh đạo thông dung nhạc du vui thú xích mà tùng ý kìa. Sốc 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 ào vào
có xa. Là đồng chia trước em
sầu lòng cô. Tiếu xa sao gieo sầu mẹ thêm nhớ, xuân về rồi đào đớ cuối đông đêm đèn mơ anh trời hờ thành lá ủi buồn. Bạn đến đây khuya sớm cậu ra vào, đôi tay nâng bức mảnh đào cậu hoàng bé ngồi quỳ tàu đôi buổi vô trầu ngày ngày.
vọng bên tai thiên đàn tàng tình nghe tàng tình nghe uống chén rượu đánh ván cờ cao thật là cao. Thì tay tiên chuốc chén rượu đà dâng nhất tuần sơ dâng lên đa bị ngọc kế các cụ dâng vào là mời giữa cậu hoàng bé xuôi. Để tay tiên xuống nga chén rượu đào nhị tuần á nâng lên đa tiên ngọc kế các cụ nâng mời là mời giữa cậu hoàng bé xuôi. Tay tiên chuốc chén rượu đào dâng tam tuân chúng dâng lên bệ ngọc kinh vua tả báo để các cụ dâng vào là mời trước cậu hoàng bé xuôi. Tiên cậu soi tỏ chính ta chân cậu nhẹ bước nghe nhà nhà bình an muôn nhà bình an. Sân đời hầu đâu nổi đấy chẳng kém ai ở trên đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
cậu từng giờ từng giây súng con mong sợ cậu lại sớm về đây. Có ơi sang rằm mùa thu sang về nơi đô thiền lúc nét bạt nữ bầu tình sáng soi hồi sắp tan rồi hát lời ta từ để cùng văn con dâng lời thương nhớ câu hoàng ơi tháng tám tiếc xa tháng ba mà tiếc mẹ câu hoàng ơi nhớ về áo khăn con sợ con đợi cầu vẫn sau áo khăn con sợ con đợi cầu hồi sau.